Hello, xin chào khán giả thân yêu của VTalk nhé. Các bạn ơi, trông cái dáng vẻ lù đù, to lớn của cá sấu. Nhưng nếu bạn có lên bờ thì chưa chắc đã thoát khỏi chúng đâu nhé. Bởi lẽ cá sấu có khả năng phi nước đại, thậm chí chạy mà chân không chạm đất, giống như chó và ngựa vậy đấy. Rồi bạn sẽ phải trầm trồ trước loài cá voi cũng từng đi bộ dạo chơi ngắm cảnh. Và đến cả một con mèo cũng có thể tự chữa lành bách bệnh cho bản thân mình. Và đó chỉ là một số ít trong những điều thú vị mà mình sắp kể ngay sau đây mà thôi. Nếu muốn hiểu rõ hơn, hãy cùng mình tìm hiểu cho chủ đề ngày hôm nay nhé. Top những sự thật tuyệt vời về thế giới động vật. Dê thích những người hạnh phúc. Các bạn có biết không, dê là loài động vật lắm mưu mô, được vinh danh trong bộ 12 con giáp với nhiều điều kỳ lạ như là có những con mắt sau đầu, biết bơi, leo trèo giỏi và khám phá ra hạt cà phê. Và một điều rất là thú vị nữa, nếu như bạn tiếp xúc với chúng nhiều thì sẽ nhận ra mà thôi. Nó không chỉ đọc được các biểu hiện trên khuôn mặt của bạn, mà còn cực kỳ thích tương tác, vui đùa với những người vui vẻ hòa đồng. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Queen Mary ở London đã cho 20 con dê xem những hình ảnh biểu hiện trên khuôn mặt của con người như là vui vẻ, tức giận. Và kết quả, tất cả chúng đều thích thú với khuôn mặt tươi cười dễ thương. Điều này thì không chỉ có dê, mà mình nghĩ ai cũng thích những người sống tích cực, chan hòa tình yêu thương, phải không nào? Cá voi từng đi bộ trên cạn. Bạn có nghĩ rằng loài cá tung hoành dưới nước, nhưng đôi lúc chúng lại thích đi dạo trên bờ hay không? Vâng, tại sa mạc ven biển phía nam Peru, các nhà khoa học đã khai quật được hóa thạch của một con cá voi 4 chân sống khoảng 43 triệu năm trước đây. Nó sống cả trên đất liền và biển khơi. Với 4 chi này, chúng có thể đến bờ đá để nghỉ ngơi và sinh con ngoài thời gian ở dưới biển. Bàn chân và bàn tay của nó có móng vuốt nhỏ và có màng để hỗ trợ bơi lội. Nhờ có cái mõm thon dài và hàm răng chắc khỏe, răng hàm có thể cắt thịt, cá voi cổ đại rất giỏi trong việc săn bắt con mồi cỡ trung. Đến khoảng 40 triệu năm trước, cá voi tiến hóa thành những động vật biển hoàn toàn, sau đó tách thành hai nhóm cá voi còn sống ngày nay là cá voi sừng tấm và cá voi có răng, cá heo và cá voi sát thủ. Thực hư về quái vật Bigfoot. Có hay không sự tồn tại của một loài quái vật chân to nên chủ chuỗi được người dân khu vực Bắc Mỹ gọi là Bigfoot. Nó giống như là một loài vượn này hoặc loài khỉ nhưng lại hoàn toàn đi bằng hai chân. Nó luôn đi khắp nơi để gieo rắc bao nhiêu nỗi kinh hoàng cho mọi người. Nhiều người tin vào giả thuyết rằng Bigfoot là hậu duệ của người ngoài hành tinh đã đến trái đất từ thời cổ đại. Một số người lại cho rằng đó chỉ là một con voi hay một con gấu trốn thoát khỏi sở thú. Thế nhưng, những lý giải về sự tồn tại thực sự của Bigfoot cho đến nay vẫn chưa làm thỏa đáng trí tò mò của mọi người. Còn bạn nghĩ sao về loài quái vật này? Bí ẩn về bộ lông của ngựa vằn. Khi bạn nhìn vào một con ngựa vằn thì bạn có đặt ra thắc mắc gì về bộ lông của nó hay không? Hãy cùng mình giải mã xem lý do tại sao bộ lông của ngựa vằn lại có các sọc đen trắng xen kẽ nhau. Đây cũng là một trong những bí ẩn lâu đời nhất của sinh vật học tiến hóa đấy. Thực ra, các sọc trắng đen xen kẽ trên bộ lông có tác dụng tạo ra ảo ảnh, che giấu cử động của một con ngựa vằn và bảo vệ nó trước việc bị tấn công. Áo sọc này không chỉ gây rối cho những động vật săn mồi lớn như là sư tử, mà còn ảnh hưởng đối với cả ruồi và sâu bọ nữa đấy. Thêm một điều thú vị nữa là các nhà khoa học đã xác định được rằng sọc của những chú ngựa vằn được đánh theo một quy luật toán học nhất định và được quy định giống như một mã vạch cụ thể vậy đấy. Và các nhà khoa học hoàn toàn có thể sử dụng các sọc đen trắng của ngựa vằn giống như mã vạch để xác định các cá thể trong đàn và theo dõi chúng theo thời gian. Ngày nay, ứng dụng công nghệ hiện đại đã cho ra đời một phần mềm đặc biệt có thể quét hình ảnh của ngựa vằn và xác định cá thể bằng cách đọc các sọc của chúng giống như mã vạch vậy đấy. Cá từng là một loại ma túy trong bữa tiệc của người La Mã. Xưa giờ mình chỉ có nghe ma túy và các chất kích thích mới gây ra ảo giác. Vậy mà từ xa xưa đã xuất hiện loài cá ma như một chất gây ảo ảnh các bạn ạ. Những người La Mã cổ đại đã sớm tìm ra bí mật này và xem loài cá như một loại thuốc tiêu khiển trong thời kỳ đế chế La Mã. Cho đến nay, con cá này có hình dạng ra sao và nó như thế nào vẫn chưa ai biết được. Chúng ta chỉ biết được quá khứ đầy hãi hùng của nó mà thôi. Lulu Kangaroo là một nữ anh hùng. Vâng, những con kangaroo dễ thương, nhanh nhẹn với sải chân siêu dài siêu rộng đã không còn quá xa lạ với nhiều người. Nhưng mà bên trong sâu thẳm của loài động vật này là một tình yêu vô bờ bến, ít ai biết đến.
chuyện là cô nàng Lulu Kangaroo được gia đình Richard giải cứu khỏi cái chết. Họ đã nuôi nấng chăm sóc Lulu từ chân tơ cho đến kẽ tóc. Và tất nhiên, khi họ trao đi yêu thương thì sẽ nhận lại được muôn vàn điều tốt đẹp. Chính hành động tử tế đấy đã cứu mạng họ. Và một ngày nọ thì anh Richard đang đứng dưới gốc cây thì bị một cành cây rơi trúng người gây bất tỉnh. Ngay lập tức, Lulu đã tìm đủ mọi cách, kêu la thất thanh để báo động mọi người. May mắn thay đã có người nghe được tiếng lòng này và anh chủ cũng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tai qua nạn khỏi, nếu như ngày hôm đó không có Lulu thì không biết điều tồi tệ gì sẽ ập đến nữa. Và tất nhiên, sau đó Lulu Kangaroo đã trở thành một nữ anh hùng nổi tiếng trên các mặt báo. Cá sấu có thể phi nước đại. Cá sấu lên bờ là tên một trò chơi của trẻ em mà có lẽ lúc còn bé bạn nào cũng từng được nghe. Nhưng mà điều này không có nghĩa là cá sấu không được lên bờ đâu nhé. Dù trong tên có một chữ cá, nhưng cá sấu là một loài bò sát, hoàn toàn có thể lên cạn. Và dù trong dáng vẻ to lớn, lười biếng và lù đù, bạn chưa chắc đã chạy thoát khỏi chúng đâu nhé. Bởi lẽ cá sấu có thể phi nước đại, thậm chí là chạy mà chân không chạm đất, giống chó và ngựa đấy. Trước kia thì có một loài cá sấu nước ngọt ở Úc được cho là loài duy nhất có thể làm như vậy. Nhưng mà hóa ra, con người đã đánh giá quá thấp nhà cá sấu rồi đấy. Nghiên cứu mới cho thấy rằng có ít nhất 5 loài cá sấu nữa làm được chuyện đó. Nghĩa là chúng nhanh nhẹn hơn chúng ta tưởng nhiều. Mèo có khả năng chữa bệnh. Không chỉ là một người bạn đồng hành thú vị, mèo còn có khả năng đặc biệt ít ai biết tới bởi tiếng kêu của mình. Loài mèo có rất nhiều tiếng kêu dao động trong nhiều tần số khác nhau. Đặc biệt là tiếng kêu rù rù này dao động từ 25Hz đến 150Hz. Nhiều thí nghiệm cho thấy, tiếng rù rù của mèo là cơ chế giúp giảm tiêu hao năng lượng ở khung xương khớp, giúp đảm bảo cho các xương khớp được an toàn trước khi bắt đầu leo trèo, nhảy cao, chạy nhảy. Chính nhờ tiếng kêu đó mà giúp chúng tăng mật độ xương và thúc đẩy quá trình tự chữa lành các vết thương do gãy xương gây ra. Ngoài ra, với tần số này, các khối cơ và tế bào cơ được thúc đẩy phát triển nhanh hơn và vết thương tự liền nhanh hơn bình thường. Một số người còn cho rằng tiếng kêu rù rù của mèo giúp các vết xước mau lành hơn và tránh viêm nhiễm. Không chỉ vậy, tiếng kêu kỳ diệu của mèo còn có thể giúp giảm đau cơ bắp gân và các chấn thương dây chằng. Và tất nhiên còn giảm thiểu stress nữa đấy. Vậy bạn có ngạc nhiên với siêu sức mạnh này của mèo cưng hay không? Hãy chia sẻ thêm với chúng mình nếu bạn biết siêu năng lực khác ở người bạn nhỏ bé này nhé. Giái cá biển nắm tay nhau khi ngủ. Đối với những đôi lứa yêu nhau, việc nắm chặt tay người ấy trong giấc ngủ là một cảm giác không thể nào tuyệt vời hơn. Vậy bạn có ghen tị khi biết rằng có một số loài vật mà ngày nào chúng cũng được tận hưởng cảm giác ấy? Loài vật được nhắc đến ở đây là loài giái cá biển, có rất nhiều thứ thú vị khi nói về loài vật dễ thương này. Thế nhưng, điều mà mọi người hay đề cập đến đó là chúng thường nắm tay nhau trong khi ngủ. Nhưng tại sao chúng lại làm như thế cơ chứ? Giái cá biển thường kết thành một cái bè khi mà chúng ăn, ngủ và nghỉ. Một cái bè như vậy thường có từ 2 cho đến cả trăm chú giái cá kết lại. Và để có thể giữ được một cái bè chắc chắn như vậy thì chúng thường nắm tay nhau. Bên cạnh đó, nếu mà chỉ có một mình thôi thì giái cá biển thường dùng các lá rong biển này để quấn mình lại, giữ cho chúng không bị trôi đi khỏi nơi sinh sống. Đây mới gọi là tình thương mến thương, đùm bọc lẫn nhau chứ, phải không các bạn? Lạc đà Alpaca có khả năng chống nước và chống cháy. Vâng, loài lạc đà này rất là nhỏ nhá. Có quan hệ họ hàng gần với lạc đà không biếu, nhưng chúng nhỏ hơn và mõm ngắn hơn. Loài lạc đà này sinh sống ở vùng núi Andes lạnh giá ở Nam Mỹ. Chúng sở hữu cặp móng cực nhọn và cứng cáp. Móng của chúng mọc dài ra với tốc độ rất nhanh, để rồi lại bị mài mòn bởi những rặng núi đá. Quả là sự tính toán tài tình của tự nhiên mà lị. Loài lạc đà này được nuôi làm thú cưng và tất nhiên là để lấy lông nữa đấy. Lông của chúng thì phải nói là siêu mềm mượt, bóng và dày, giúp chống cháy và chống nước nữa đấy. Không có gì có thể làm khó được bộ lông của nó. Thông thường thì lạc đà này sẽ được xén lông mỗi năm một lần vào mùa xuân. Và có một điều rất là độc đáo nữa nhé. Thịt của Alpaca rất là ngon và giàu protein nữa đấy. Vâng, qua những sự thật mà mình vừa tiết lộ vừa rồi, các bạn có thấy thú vị, hay ho và hấp dẫn hay không? Hãy để lại chia sẻ phía bên dưới cho kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ cũng đừng có quên là hãy like, share, subscribe và nhấn luôn cái chuông để theo dõi, ủng hộ yêu thương BTOP. Xin chào và hẹn gặp lại!